Chào bà con, đây là bạn Quốc Sinh. Bạn Quốc Sinh là chủ cửa hàng tại Mộ Đức, Quảng Ngãi và hiện tại bây giờ đang đăng ký làm đại lý độc quyền của Thú Y Trần Thúy tại Quảng Ngãi. Vì vậy, tất cả các bà con muốn mua hàng của Thú Y Trần Thúy thì có thể đến trực tiếp cửa hàng ở đây để chọn, hoặc là có thể là gọi điện về bên tổng đài em Thúy tư vấn, sau đó thì sẽ lên đơn hàng, hoặc nếu trường hợp như các đơn hàng đó ở xung quanh Quảng Ngãi thôi thì sẽ nhờ bạn Quốc Sinh này vận chuyển đến cho nó gần, hoặc là gửi xe nó tiện xe hơn, hoặc là bà con nào ở gần đây mà muốn mua kháng thể Menlacto thì có thể đến trực tiếp gặp bạn Quốc Sinh này để mua hàng của Thúy Trần Thúy nhé. Các bác yên tâm là hàng của em Thúy đặt ở đây là đều có nhãn mác của Thúy Trần Thúy, và tất cả những cái hàng mà em Thúy bán thì bạn Quốc Sinh cũng sẽ bán đúng như giá mà em Thúy bán thôi, chứ sẽ không bán tăng cho bà con đâu, nên bà con không phải lo lắng. Với lại là hôm nay đây em Thúy sẽ đưa bà con đi cùng với bạn Quốc Sinh này để đi điều trị cho các bà con nông hộ ở tại Mộ Đức, Quảng Ngãi. Hiện tại bây giờ ở Quảng Ngãi là các hộ chăn nuôi lớn cũng có nhiều, nhưng mà bạn Quốc Sinh đây thì là chuyên đi điều trị cho các nông hộ, mà để hôm nay để muốn biết được các nông hộ ở Quảng Ngãi chăn nuôi như thế nào thì em Thúy cùng với bạn Quốc Sinh này sẽ đưa bà con đi tham quan nhé. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi làm việc của buổi chiều hôm nay. Chúng ta cùng đi thôi. Là chú nuôi bằng cám hay là nuôi bằng rau chú? Có rồi chất bia có, chất mì có, rồi nấu gỗ có, nấu à. Gỗ có đủ loại. Con bây giờ mình nông thôn mà mình tận dụng được cái gì mình tận dụng chứ. À đúng rồi, rồi cũng chả có mần đọt đó, đem về cho nó ăn. Dạ vâng, con này hôm nay mới 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 phối lần đầu đấy. Cái đã lưới đạo rồi, lưới đạo mà câu rồi, câu rồi chờ lưới đạo lưới theo đó con. Ý chị nói phối bữa đầu tiên á. Mình đúng là heo này, nhìn nhìn họ đi làm trại xong về mà thèm đúng không? Làm heo này vất. Không giống gì trong chợ hết. Nó lại còn nhát người nữa. Dạ. Đấy, cong đuôi lên lì á. Phê rồi. Anh ơi em phê lắm rồi. Úi trời, mái nhà. Cộc cạch suốt. Con nào nó lì là nó tự hút ấy. Dạ. Phê. Trước đây chị làm một cái video hướng dẫn cách phối tinh này mà buồn cười. Xong rồi nó vi phạm 18 cộng này, không đăng lên nổi. Mà làm những con heo siêu kia nhìn nó to, đẹp. Hôm nay là đi trải nghiệm cho mọi người cùng thấy là ở trong Quảng Ngãi này là chăn nuôi như thế nào thôi. Có gì sẽ có những người thì xem lên là sẽ không ngờ là ở trong này vẫn còn chăn nuôi những con nái nhỏ như này. Nái nhỏ là còn có khi còn nhìn còn thuần móng cái ngày xưa luôn á. Lưng võng, bụng ỏng, móng chân đè. Móng chân nhìn như chân rùa ấy. Này là đỡ, có mấy con heo mà chiên ba máu ấy mà họ cứ bắt mình phối xong nó đẻ được 5-6 con, họ hỏi sao mình lại phối đẻ được ít vậy mà họ không hiểu là con heo đó là chiên nuôi thịt tôi. Thì đấy, ở ngoài Bắc bây giờ là không còn lợn này nữa, không còn cái heo này nữa. Con này nó lì, nó đứng im, mới vào chuồng phải làm quen, đã nghiện rồi còn ngại, thích của mẹ rồi lại cần cứ chạy lần vẩn. Ở ngoài Bắc có ông phối xong ông lấy dép tông ông ấy phẹt thì một phát ăn bông lắm đẹp một cái khóa. Con này sáng mai chắc lại phải quay lại lấy lần nữa. Dạ. Con nái này nó bé nó ngắn nên là cái tử cung của nó ngắn nên là đốt dây phối nó chỉ hết một nửa thôi. Và ở ngoài Bắc làm nhàn, ngoài Bắc họ làm cũi chú ạ, cho cũi nên là nhàn lắm. Ở trong em heo họ không bấm đuôi. Ừ. Dạ. Đúng rồi, heo nuôi dân dã như này thì họ không bấm đuôi. Nhưng mà nhà chú này được cái chuồng sạch,